Chào tất cả anh em, hôm nay mình quay con đu bông lai 2 hai vàng quận sập. Tình trạng con này là lai liêu nha, còn hộp sổ. Cái mẫu này nó cũng sản xuất cũng hơi lâu rồi, khoảng năm 2000 lẻ mấy. Giờ nó ngừng sản xuất cái mẫu này, là chữ nhỏ nè. Còn cái mẫu sản xuất sau này là chữ lớn, cái chữ đu bông này lớn. Tình trạng lai niêu còn rất đẹp nha, bóng đẹp, không có chảy xước hay tấn móp gì hết nè. Anh em mua hàng vui lòng xem thật kỹ video giúp mình nha, nhất là những anh em ở xa thì mình quay rất là sát và rất là chậm. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha, anh em bấm vào đó xem, trong đó có giá bán và đường link website, có hình ảnh chụp. Tiếng con này rất là lớn nha. Cực kỳ đẹp. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.